Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng trở lại với sân bóng Thanh Xuân. Và trước mắt ta sẽ là trận tứ kết cuối cùng của giải đá chào xuân Yên Mô năm 2023, trận cúp Nguyễn Đại Ninh Bình. Cuộc đọ sức giữa các thủ Mơ Tây và Yên Lâm. Những gì tốt nhất đã được Hà Nội chuẩn bị cho trận đấu này. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi một trận đấu hấp dẫn. Dành cho các cầu thủ Nguyễn Đại Ninh Bình rất nguy hiểm và đã có bàn thắng cho Mơ Tây. Có tình huống băng lên rất nhanh từ phần sân nhà, đó là tình huống ghi bàn của cầu thủ số 17 Quang Hải. Quang Hải đã có một tình huống bứt tốc như một chiếc xe công thức 1. Pha trả bóng tinh tế của Quang Hải giúp cho Mơ Tây có được lợi thế dẫn bàn. Chuyền sớm của cầu thủ số 9 Minh Tuấn. Hiếu Mèo! Một lần nữa thì cái tên Hiếu Mèo lại được nhắc đến với bàn thắng nâng tỷ số lên 4-2
ngay sau khi Lâm có được bàn thắng rút ngắn, một lần nữa Hiếu Mèo lại giúp cho các cầu thủ Tây gia tăng khoảng cách. Dứt điểm, bao! Cú đá quyết đoán của Hiếu Mèo, cú đá cực kỳ đẳng cấp. Một lần nữa thì thủ môn Mạnh Thắng lại phải vào lưới nhận bóng. Bàn thắng thứ hai của Hiếu Mèo trong trận đấu ngày hôm nay cũng được nâng lên 5-2. Đây là một cơ hội dành cho Phương Hải.